Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn phần tiếp theo trong Chuyện kể thần ngữ. Bê Phạm Đình Ân, minh họa Thùy Dung, Thu Trang, Kim Liên, Linh Vương và nhà xuất bản Kim Đồng. Hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn coi chứ em. Quýt làm cam chứ. Chuyện kể rằng Trạng Lợn là người có tài bói toán. Khi công chúa bị mất đôi vòng ngọc quý, Trạng Lợn này được triệu vào tìm phụ thú phải không? Biết là khó cỡ, Trạng xin vua cho lùi đến 15 ngày sau để suy tính. Nhi nghĩ quanh quận bảy, lợn đập tay xuống chiều mà than rằng: hừ, rõ thật quyết làm cam chịu. Trạng có ý tránh đám chọn ăn cắp, để giờ Trạng phải chịu khổ. Nào ngờ trong vùng ấy, thằng Quyết tâm đồng với thằng Cam, trộn vòng ngọc của công chúa. Hai tên trộn đã đứng rình dưới sự canh gác của Trạng, xem động tĩnh như thế nào. Nghe thấy cầu phán ấy, tưởng Trạng phát hiện ra rồi, chúng bèn hoảng sợ ra đầu thú. Còn trong thực tế cuộc sống, từ xưa nông dân nước ta có kinh nghiệm. Trong cùng một khu vườn, nếu ta lấy chồng cam thì thôi chồng quýt, và ngược lại, bởi chồng cả hai thì cam sẽ kém ngon, còn quýt siêu thì quả không đẹp, vị lầy nhạt. Thành ngữ quýt làm cam chịu nhắc nhở chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình, không để người khác phải chịu thay. Và chúng ta sẽ dừng ở đây và xin chào tất cả các bạn với phần tiếp theo của Chuyện kể thần ngữ với Phạm Đình Ân. Bye bye.